Chào mừng tất cả anh chị đến với Đầu tư tiền điện tử và em là Cương Trần. Thì ngày hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2021 thì trước mặt màn hình anh chị có thể thấy là Bitcoin đang giao dịch ở vùng giá là 37.388 đô. Thì ngày hôm qua thì sau khi không phá nổi cái đường kháng cự ở trên vùng 42.300 á thì hiện tại bây giờ nó ngày hôm qua nó đã giảm xuống ở vùng 33.488 đô la là vùng thấp nhất và sau đó có một cây nến phục hồi ở vùng 35.000 và hiện tại ngày hôm nay đang đang mở một cây nến ở vùng 37.300 đô la thì cái lý do của ngày hôm qua thì thực sự là tin xấu thì mọi người nếu mà ai theo dõi thị trường thì cũng biết cái tin xấu á, là do Trung Quốc nó kêu gọi đàn áp khai thác bitcoin thì thực sự là về cái những cái tin xấu này thì ai đã tham gia thị trường từ 2017 tới thời điểm này thì cũng đã quá quen với những cái tin xấu rồi thì thực sự là bản thân em cũng không quá lo lắng về những cái tin này quá lắm đâu thì như mọi người biết á, là trong suốt cái quá trình mà nó nó hình thành của cái thị trường này thì liên tục luôn có những cái tin xấu và thực sự ngày hôm qua là số Ethereum và Bitcoin chuyển lên sàn nó cũng quá là nhiều nên là thực sự cái cái giá nó giảm thực sự là khiến em không có bất ngờ. Thì ngày hôm qua em cũng có làm một cái video phân tích khi mà nó không phá được cái đường 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 kháng cự đó thì chắc chắn là giá nó sẽ đi xuống. Thì ngày hôm qua là giá nó cũng đã đi xuống thì ngày hôm nay thì cũng đã có nhiều cái dấu hiệu phục hồi nhưng mà cái lực bán á cái lực bán và lực mua anh chị có thể thấy trên sàn Binance nè nó cực kỳ thấp lực bán thì nhiều hơn cái lực mua lực mua rất là ít luôn thì đây mình phân tích thêm một vài thông tin nữa về thị trường thì để xem là cái lượng cái lượng cái lượng tiền đổ vào thị trường ngày hôm nay nó có nhiều hay không thì hồi sáng tới giờ thì em thấy là cũng khá nhiều khá nhiều USDT được chuyển lên sàn và những cái những cái tài sản giống như là Ethereum và Bitcoin nó được chuyển ra khỏi sàn. Đây, hơn 8.000, hơn 8.000 Ethereum được chuyển ra khỏi sàn Kraken. Đó anh chị có thể thấy nè. Đó, cái lượng Ethereum và lượng Bitcoin á, nó liên tiếp luân chuyển luân chuyển qua thì cứ người này chuyển lên sàn thì sẽ có một cái lực mua nhất định và nó sẽ chuyển Ethereum ra khỏi sàn đây 20.000 Ethereum nè được chuyển khỏi Genemi nè qua ví không xác định nè nó rồi 30 triệu XRP được chuyển từ ví không xác định lên Binance đó rồi được chuyển từ ví coi bay không xác định nè đó mọi người thấy không ạ cái lượng tiền nó ra vô liên tục thì nó đang có thể là nó sẽ xoay quay ở vùng này một vài tuần thì uh, mọi người thấy là ở thời điểm hiện tại thì thực sự là nếu ai còn tiền thì mình có thể là vô 30 phần trăm vốn nhưng mà mình không phải vô Bitcoin mà mình vô anh coi thì mọi người có thể là mọi người có thể cân nhắc vô một vài mã giống như là TLM này. Cái những cái mã này nó đã giảm cũng khá là nhiều. Đây, mọi người có thể thấy là vùng giá của nó là 6 đô mà bây giờ còn 0 0.2 0 đô thôi. Và tiếp theo là Super. Super thì cũng 5 đô và giờ giảm còn 0.6, 0.7 đó. Mọi người có thể là cân nhắc vô 30% vốn và có thể là nia, nia một nền tảng về blockchain 3.0 khá là tốt, mọi người có thể vô. Mọi người có thể vô là 30% vốn ở đồng nia này và nia trong lâu dài. Không dưới giá không dưới 50 đô. Đó thì anh chị có thể là cân nhắc. Rồi, đó một vài mã mà em có thể là cân nhắc đưa cho anh chị ở thời điểm này, mình vô 30% vốn. Nếu giảm nữa thì mình sẽ trung bình giá. Những anh chị nào còn tiền thì mình có thể là tham khảo. Rồi tiếp theo thì em sẽ xem ngày hôm nay là lượng dòng tiền cái vốn hóa của thị trường này nó tăng trưởng bao nhiêu thì mọi người có thể thấy là ngày hôm nay là 1.600 tỷ nó giảm 200 tỷ đô so với ngày hôm qua ngày hôm qua là 1.800 tỷ đô và bây giờ chỉ còn 1.600 tỷ đô thôi thì mọi người cái lý do đó thì cũng là cực kỳ đơn giản thôi là thị trường nó giảm toàn phần đó thì mọi người thấy là vốn hóa ngày hôm nay ở bitcoin là 700 tỷ 700 triệu đô, 700 tỷ đô, thì uh, vốn hóa anh coi bây giờ còn 900 tỷ đô, thì nếu mà cái vấn đề mà thực sự ngày hôm qua là Bitcoin Dominant á nó là 43,8 phần, 45 phần trăm và ngày hôm nay giảm còn 43,8 thì uh, nếu Bitcoin Dominant nó về vùng giá là về vùng á, về vùng 38, 38 phần trăm á thì chắc chắn sẽ có một mùa anh coi cực kỳ lớn nó nó sẽ xảy ra là cái sóng hồi cuối cùng của của một 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 chu kỳ tăng trưởng nó sẽ diễn ra thì mọi người sẽ cùng em theo dõi thì thực sự em đang rất mong chờ cái sóng cuối cùng này và lúc đó khi mà em sẽ thoát ra khỏi thị trường thì em sẽ có những cái cảnh báo để kêu anh chị thoát ra khỏi thị trường đúng lúc thì thực sự là thị trường phân tích thì đây là theo quan điểm cá nhân của em nếu thực sự mà nó không diễn ra thì đó là điều em không mong muốn thì nếu anh chị nào mình đầu tư xác định đầu tư thì mình có thể là như, như những điều em nói á, là mọi người phải xác định đầu tư về lâu dài thì thị trường có giảm đi chăng nữa và dài hạn nó vẫn sẽ tăng nên mọi người đừng quá lo lắng về số tiền của mình thì mình cứ cố gắng làm sao mình cái công việc ở bên ngoài mình tiếp tục mình phát triển mình làm việc mình kiếm tiền rồi còn đây là khoản đầu tư thì anh chị hãy cố gắng mình kiên nhẫn chờ đợi để gặt hái được những thành công trong cái công cuộc đầu tư của mình rồi Video của em tới đây là hết. Nếu anh chị nhận được giá trị ở video này thì nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh. Những anh chị nào mình chưa đăng ký sàn Binance và sàn Huobi quốc tế thì có thể nhấn vào đường link bên dưới để đăng ký. Rồi, xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn gặp anh chị ở những video lần sau.